Nguyễn Trọng Hoàng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1989, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Thể Công tại V-League. Sự nghiệp câu lạc bộ: sau khi Lê Công Vinh chuyển đến Hà Nội TNT vào năm 2009, anh ấy là thành phần không thể thiếu của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Sự nghiệp quốc tế: năm 2007, Trọng Hoàng là cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam, có tên trong kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Alfred Riedel cho SEA Games 24. Nhưng vào phút cuối, anh đã phải xin rời đội tuyển do phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tháng 10 năm 2007, giải U21 quốc tế báo thanh niên khởi tranh tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, quy tụ các đội tuyển U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U21 Singapore và U21 Việt Nam. Tại giải này, bộ ba Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Hiệp đã làm mưa, làm gió, đưa U21 Việt Nam giành cúp vô địch. Tháng 4 năm 2009, Trọng Hoàng được huấn luyện viên Calisto gọi vào tuyển Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 2009, lần đầu tiên anh được ra sân trong màu áo tuyển quốc gia thi đấu giao hữu với Olympiacos. Tháng 6 năm 2009, tuyển Việt Nam có chuyến thi đấu giao hữu với tuyển chủ nhà Coes trong tình trạng vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Trọng Hoàng ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Coes 1-0. Cũng năm này, huấn luyện viên Henrik Calisto gọi Trọng Hoàng và Thành Lương tăng cường cho đội tuyển U23 tham dự SEA Games 25 diễn ra tại Lào. Anh đã ghi bàn ở trận đấu thứ 3 của giải gặp Malaysia. Tuy vậy, chấn thương mà anh gặp phải ở trận gặp Campuchia khiến anh không thể có mặt trong trận bán kết. Trọng Hoàng được vào sân thay người trong trận chung kết, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không vượt qua được Malaysia và chỉ giành được tấm huy chương bạc. Mặc dù thất bại, nhưng với những gì thể hiện được trong màu áo U23 Việt Nam, Trọng Hoàng là một trong số ít cầu thủ tiếp tục được gọi lên thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Năm 2010, Trọng Hoàng cùng các đồng đội tham dự Á vận hội 2010 tại Quảng Châu. Ở giải này anh đã ghi 2 bàn vào lưới Turkmenistan và Bahrain giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng ở một kỳ Á vận hội. Ở vòng đấu loại trực tiếp, Olympic Việt Nam đã thất bại 0-2 trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tình thế chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu. Trọng Hoàng sau đó được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự AFF Suzuki Cup 2010. Ở trận đấu đầu tiên, anh đã ghi 2 bàn vào lưới Myanmar sau khi vào sân thay người ở phút 72. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 7-1 của Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 2011, trong trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2014 gặp Qatar trên sân vận động Mỹ Đình, Trọng Hoàng đã ghi 1 bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Việt Nam. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của vòng bảng AFF Cup 2016 gặp đối thủ Malaysia, Trọng Hoàng ghi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối của hiệp 2, giúp Việt Nam vượt qua đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0. Trọng Hoàng là một trong 23 cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Tại giải đấu này, do anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đá ở vị trí mới khá lạ lẫm với anh, hậu vệ cánh phải. Việc ông Park Hang-seo phải xếp Trọng Hoàng đá vị trí hậu vệ cánh phải là do hai cầu thủ đảm nhận vị trí này là Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh đều bị chấn thương và không kịp tham dự giải. Tuy nhiên, anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và góp công giúp đội tuyển vô địch giải đấu. Anh tiếp tục góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ tham dự cúp bóng đá châu Á 2019. Nhan sắc đời thường xinh đẹp của vợ cầu thủ Trọng Hoàng. Quỳnh Anh, bà xã tương lai của tiền vệ Trọng Hoàng, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng. Người hâm mộ đánh giá họ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Đang cùng đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc, tiền vệ Trọng Hoàng phải về nước sớm hơn kế hoạch để tổ chức đám cưới. Do đã xin phép từ chức nên chàng cầu thủ câu lạc bộ Thanh Hóa được huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý. Trước đó, vào ngày 19 tháng 9, Nguyễn Trọng Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Nghệ An. Nửa kia của anh là Quỳnh Anh, cô gái được nhiều người nhận xét xinh xắn, dịu dàng. Lễ cưới họ sẽ diễn ra ở thành phố Vinh,
Nghệ An, vào ngày 25 tháng 10. Nguyễn Trọng Hoàng, 29 tuổi, là một trong ba cầu thủ Thanh Hóa được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cùng đội tuyển Việt Nam tham gia tập huấn tại Hàn Quốc. Với lợi thế về thể lực cũng như kinh nghiệm, Trọng Hoàng được dự đoán có tên trong danh sách chính thức tham dự AFF Cup 2018. Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, song Trọng Hoàng và Quỳnh Anh ít khi đăng ảnh đối phương lên mạng xã hội. Trước đó, cả hai hầu như rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính bà xã tương lai của Trọng Hoàng. Đó là Quỳnh Anh, cô sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, cùng mái tóc bồng bềnh. Nhan sắc của bạn gái tiền vệ câu lạc bộ Thanh Hóa được nhiều fan khen ngợi. Quỳnh Anh hiếm khi sử dụng mạng xã hội, ít đăng hình ảnh cá nhân. Nhiều bạn bè nhận xét Quỳnh Anh là cô gái có tính cách hòa đồng, dịu dàng và thân thiện. Nửa kia của Trọng Hoàng có phong cách thời trang giản dị, năng động. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.